Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Huyện ủy Hạ Lang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã thị trấn, học tập quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt 2 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chương trình hành động số 20 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Lang về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị huyện Hạ Lang năm 2023. Sau hội nghị, các chi đảng bộ và các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết kết luận đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Ban chỉ đạo 35 huyện Nguyên Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các thành viên Ban chỉ đạo 35, lãnh đạo chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên cấp tỉnh triển khai hai chuyên đề: công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay, xử lý khủng hoảng truyền thông và tổ chức phối hợp lực lượng đấu tranh trên mạng xã hội. Theo nhận định của báo cáo viên cấp tỉnh, việc kịp thời phát hiện và xử lý đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch là việc làm hết sức cần thiết, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu các đại biểu cần có những biện pháp đấu tranh kịp thời, tuyên truyền vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, nhà nước, đặc biệt là trên không gian mạng. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo báo cáo kết quả điều tra đánh giá mô hình bệnh tật và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở. Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về thực trạng quản lý điều trị người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại tuyến y tế cơ sở, thực trạng quản lý tăng huyết áp tại trạm y tế xã của huyện Hà Quảng, Hòa An, Trùng Khánh, đánh giá mô hình bệnh không lây nhiễm, tăng huyết áp, đái tháo đường. Tại Cao Bằng hiện có 4.500 bệnh nhân đái tháo đường, trong đó 4.049 bệnh nhân đang quản lý, chiếm 89,9%. Công tác điều trị và quản lý người bệnh đái tháo đường được triển khai tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và 10 trung tâm y tế huyện, thành phố. Công tác quản lý điều trị đái tháo đường tuýp 2 tại tuyến y tế cơ sở được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. 100% người bệnh đái tháo đường ngoại trú được lập hồ sơ bệnh án theo dõi, được kê đơn thuốc đủ. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông tư vấn cho người bệnh chưa được thường xuyên. Việc sàng lọc phát hiện tăng huyết áp tại ba huyện nói trên được thực hiện với tần suất thường xuyên chiếm 80,7% và không thường xuyên là 19,3%. Kết quả điều trị tốt nhất ở huyện Hòa An khi tỷ lệ bệnh nhân đạt được huyết áp mục tiêu là 59%, thấp nhất là tại huyện Trùng Khánh 26% và tại huyện Hà Quảng là 39,6%. Để quản lý điều trị hiệu quả, các đơn vị cần theo dõi, sàng lọc bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường ở các xã vùng sâu vùng xa, tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức về phòng chống bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại cộng đồng. Huyện Hòa An vừa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 50 học viên là trưởng các ban ngành, đoàn thể các xóm trên địa bàn xã Quang Trung. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập nghiên cứu các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Kết thúc lớp học, các học viên viết bài thu hoạch
và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng an ninh đối tượng 4 theo quy định. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều tối 22 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia, nhất là trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, chuẩn bị tốt nhất cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, đề nghị Australia hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như hàng nông lâm sản, điện tử, da giày, dệt may, đẩy mạnh hợp tác về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, giao lưu nhân dân. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ đẩy nhanh giải ngân các gói hỗ trợ ODA, trong đó có gói 105 triệu AUD mà Australia dành cho Việt Nam trong hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết các hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực như lao động, giáo dục, đào tạo, khoáng sản, văn hóa, du lịch. Bộ trưởng Penny Wong nhấn mạnh, Australia coi trọng và đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN và khu vực, khẳng định Australia mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hai nước để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực Thủ tướng đã cho ý kiến. Từ ngày 1 tháng 9, một số ngân hàng sẽ thay đổi cách thu phí dịch vụ tin nhắn SMS thông báo biến động số dư. Ngân hàng sẽ quy định số lượng tin nhắn SMS biến động số dư trong tháng để khách hàng được hưởng mức phí cố định. Nếu vượt con số này, khách hàng sẽ phải trả chi phí cho mức phát sinh tin nhắn thực tế. Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng nên chủ động chuyển sang sử dụng dịch vụ nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn trên ứng dụng của ngân hàng để được miễn phí. Trong thông báo mới nhất của Vietinbank từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, phí hàng tháng của dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS, SMS Banking sẽ được tính dựa trên số lượng tin nhắn SMS thực tế phát sinh trong kỳ thay cho mức cố định. Tại VPBank, biểu phí SMS Banking từ ngày 1 tháng 9 cũng được điều chỉnh từ mức gói cố định hàng tháng là 12.000 đồng trên một số tài khoản, một số thuê bao trên tháng, chuyển thành biểu phí tăng dần tính theo số lượng tin nhận được hàng tháng, thấp nhất từ 10.000 đồng và cao nhất là 70.000 đồng một số tài khoản, một số thuê bao trên tháng. Trước đó, nhiều ngân hàng như SeaBank, TPBank, Techcombank cũng đã điều chỉnh thu phí dịch vụ SMS Banking. Các ngân hàng cho rằng phải bù lỗ rất nhiều khi thanh toán các khoản phí cho công ty cung cấp dịch vụ viễn thông. Để kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các công ty lữ hành đã tung ra nhiều tour với các ưu đãi hấp dẫn. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến lễ Quốc khánh, nếu tính cả ngày nghỉ bù, sẽ có 4 ngày từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 9. Vì vậy, du lịch là một trong những phương án được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những chuyến đi trong nước hoặc đến một số nước ở gần Việt Nam. Theo ghi nhận, các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hàng trăm hành trình tour với nhiều các ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Thời điểm này, một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang có tỷ lệ đặt chỗ các tour trong nước đạt hơn 65%. Còn ở khu vực phía Nam, điểm đến hot nhất là Phú Quốc với giá bán trung bình khoảng 7 triệu đồng mỗi tour. Ngoài ra, dịp lễ năm nay, xu hướng đi du lịch nước ngoài cũng nhiều hơn. Giá bán mỗi tour từ 4 đến 50 triệu đồng tùy thuộc vào số ngày đi và tiêu chuẩn hãng bay, khách sạn. Các công ty du lịch đánh giá, sức mua năm nay khá tốt và khách có xu hướng đặt sớm trước khoảng 3 tháng, nên các công ty cũng thuận tiện triển khai các chương trình tour mới hay chính sách kích cầu phù hợp. Để thu hút khách hàng, các công ty cũng đưa ra nhiều chính sách như quà tặng du lịch, giảm giá khi đăng ký khách hàng mới, mua trên các hệ thống web, app trực tuyến được giá tốt hơn hay hoàn tiền khi thanh toán qua thẻ ngân hàng. Mưa to cục bộ, mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 23 đến 24 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông,
cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ, mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Để chủ động ứng phó với mưa diện rộng, mưa lớn cục bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, nhất là khu vực đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Các đơn vị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng biện pháp chống ngập lụt cho khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng, bảo vệ sản xuất. Các đơn vị liên quan vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn hạ du và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ, xử lý tình huống có thể xảy ra. Chuyển sang tin quốc tế, chính quyền Nga cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một quận thuộc vùng Voronezh của Nga do dịch bệnh than gây chết người đã bùng phát tại đây. Thống đốc khu vực Alexander Gonset đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh than tại khu vực thành phố Panisky vào ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương, và tình trạng khẩn cấp này được duy trì cho đến ít nhất ngày 16 tháng 11, tuyên bố được đưa ra hôm 21 tháng 8. Trong thời gian này, những chuyến thăm của những người không có thẩm quyền tới khu vực thành phố Panisky sẽ bị hạn chế. Lệnh cấm đã được áp dụng đối với việc di chuyển, nhập khẩu và giết mổ động vật chưa được tiêm phòng bệnh than. Tuyên bố cho biết, việc vận chuyển các sản phẩm thịt và thức ăn chăn nuôi từ khu vực này cũng như việc săn bắt động vật hoang dã cũng bị cấm. Các cơ quan địa phương và khu vực đã nỗ lực ngăn chặn đợt dịch bệnh than bùng phát. Mọi ngôi nhà trong khu định cư bị ảnh hưởng đều đã được kiểm tra với hai trạm vệ sinh và thú y di động đã đến khu vực. Chính quyền địa phương không cung cấp thông tin về số lượng trường hợp đã được phát hiện mắc bệnh than hoặc thông tin chi tiết về bất kỳ ca nhiễm nào. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.